đã có rất nhiều trường hợp bị ngộ độc sau khi uống rượu dẫn tới phải nhập viện. Và tối qua, 19 tháng 4, Bệnh viện Trợ Rẫy thông tin đang điều trị một trường hợp ngộ độc nặng sau khi uống rượu ngâm chuối hột. Theo người nhà của bệnh nhân, thì vào trưa 16 tháng 4, bệnh nhân cùng bạn uống rượu ngâm chuối hột nhân ngày dỗ người thân. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mệt mỏi, nôn ói, sau đó được người nhà đưa vào bệnh viện ở Bình Dương Bệnh viện nghi ngờ bệnh nhân ngộ độc rượu nên chuyển bệnh nhân đến bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 4. Sau khi xác định bệnh nhân ngộ độc methanol, bệnh nhân lập tức được chuyển đi lọc máu ngắt quãng. Sau khi lọc máu, những biến chứng như là toan chuyển hóa nặng, tổn thương thận cấp được cải thiện, có khả năng bệnh nhân được hồi phục. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, mắt nhìn rõ, đi tiểu nhiều và có thể sinh hoạt được. Trong khi đó thì một người thân khác nhậu chung với bệnh nhân cũng nôn ói nặng, sau đó đã không qua khỏi khi vào viện cấp cứu.